Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay bonsai đi vượng lại xuống vườn em Trường ở Hữu Bằng Thạch Thất tham quan vườn của em Trường. Xin chào em nhé. Dạ vâng, em chào anh Đinh Vượng ạ. Ok em. Ừ. Xem một cái tác phẩm của em nào. Đây là cái trực lùn đây nhỉ? Dạ vâng. Ừ. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một tác phẩm trực lùn. Em cứ để lại anh review khán giả xem cái thế nào. Ủa, cái này chùn sụn đẹp quá nhỉ. Hàng nhỏ đấy, thế nhưng mà lại chất lượng đấy nhỉ. Vâng. Chất lượng lùn đẹp. Con này thì anh em giao lưu với giá bao nhiêu em? Dạ tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 19 triệu ạ. 19 triệu à? Dạ. Các bạn xem một con trực lùn này. Hợp mốt cho anh em nào chơi lối mới. Hai mặt đều đẹp. Vậy thế rồi. Rồi đây là mặt sau của cây đây. Đó, hai mặt đều chun và nhăn như nhau. Đều đẹp. Cây rất bài bản, tay cành đối xứng. Làm rất là cân đối đấy. 19 triệu phải không? Dạ vâng ạ. Ừ. Đó, mọi người có thể hình dung ra cây đấy nhá. Đấy, em chưa ngồi cạnh cây đây. Nhìn nó cũng nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng đom lùn, nhưng nó cũng trộn đấy. Cái là một người bê nặng nhỉ? Dạ vâng, một người bê được ạ. Ok em. Đây là một con sinh quê đúng không em? Dạ vâng ạ. Đây là con sinh quê. Đây, cho mọi người xem được cái bê nguyên thế nào. Khá là đẹp, hoàn thiện rồi. Rồi em xoay một vòng cho khán giả xem nào. Rồi, đúng rồi. Con này em báo giá bao nhiêu đây em? Dạ, tác phẩm này thì nhà vườn em xin báo giá là 14 triệu ạ. 14 triệu à? Em đọc số điện thoại để mọi người liên hệ nào. Dạ, của em là 0945 345 889 các bạn. Rồi, có gì mọi người liên hệ với em Trường qua số điện thoại nhé. Dạ vâng ạ. À, tiếp theo một cái ổi đây quý vị, một cái ổi rất khó này. Cái này không làm từ bé hay nào nhỉ? Dạ vâng, cây này thì làm từ cây mọc hạt lên đấy ạ. Ừ, thật là toàn thấy nét do bàn tay con người tạo lên, nhưng mà thực sự là cũng rất lâu năm ấy nhỉ? Dạ vâng. Đẹp đấy, từ từ để khán giả xem cái xem nào. Xem kỹ này, ôi đẹp quá. Cây đẹp, rất là khoái cây. Tay cành làm rất kỹ các bác nhé. Em xin được xoay qua mặt sau. Xoay một vòng đi. Ừ, cái này đẹp tứ diện, mặt nào cũng đẹp. Mặt kia lại thấy đẹp. Cái góc nghiêng cũng thấy cũng đều đẹp. À, cái này có cái phần này đẹp quá nhỉ. Hay đấy, cái này hay. Cái này thì báo giá bao nhiêu em? Dạ, tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 62 triệu. 62 triệu. Dạ, có gì mọi người liên hệ với em Trường qua số điện thoại nhá. Rồi, ok. Rồi hàng to cao cho anh em siêu tầm chơi hàng lớn, hàng cơ đại. Cây thì bệ đế rất là đẹp các bác nhé. Cái này cây xanh năm điền à hay xanh? Xanh này là xanh điền hạt đấy ạ. À, nó là cây xanh điền hạt. Dạ vâng. À. Được cái to cao hoành tráng, đồ sộ. Có sân rộng thì bày rất là đẹp. Cái này em báo giá bao nhiêu đây? Dạ, em xin báo giá là 150 triệu ạ. 150 triệu. Dạ vâng ạ. Ok. Có gì thì mọi người liên hệ qua em Trường qua số điện thoại, liên hệ qua Zalo của em nhé. Em quay phim chụp ảnh kỹ hơn trực tiếp. Dạ, các bạn muốn cái gì thì các bạn cứ alo cho em Trường nhé. Dạ vâng. Cái này là cây xanh năm điền ạ. Xanh năm điền. Dạ vâng, ba vai luôn lực. Ba vai luôn lực cho anh em thích yêu lối mới. Nắng quá, quay là sẽ đỡ chói này. Dạ vâng. Được cái độ già chùn nhăn nheo đấy nhỉ. Cái này được cái có tuổi. Tay canh thì làm hòm hòm hết đấy rồi. Vâng. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 25 triệu. 25 triệu. Dạ vâng. Các bác mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Cũng hợp lý. 25 triệu. Đây là cái mặt sau. Dạ vâng. Mặt sau thì nó hạn chế một tí, nó cái sẹo này nó hơi to đúng không? Ngày mai mình nuôi nó sẽ cô lại, nó co lại. Rồi ok. À, đây là một cái xanh, cái si dạ, nhỉ? Đây là tác phẩm si tay chuột. Anh. À, si tay chuột. Dạ vâng. Tác phẩm này thì được phối tiểu cảnh, ghép đá. Con này làm từ bé đấy nhỉ? Tay cành cũng rất là già các bạn. Ừ, con này làm lâu lắm.
Cái này giá bao nhiêu? Dây chuột này thì nhà vườn em đang giao lưu giá là 5 triệu ạ. 5 triệu. Dạ vâng. Ờ, sẵn cái đồ chơi mini đem chơi đi chơi nhỉ, giao lưu. Vâng. Cái này được cái nó làm từ bé nhỉ, nó công phu. Mất thời gian đấy. Rồi đây là một cái mai chiếu thủy. Dạ vâng. Nó là dòng ở miền nào vậy em? Dạ, mai chiếu thủy là dòng mai miền Nam rồi ạ. Ờ. Vâng. Đây là dòng mai là lớn anh ạ. À mai là lớn á. Vâng. Mà cô lại lá nó cũng nhỏ nhỉ. Mình thích hợp nuôi ở miền Bắc mình, cây rất là khỏe các bạn. Rồi em cứ để thế được rồi, cái này chỉ cần quay một cây này thôi. Tuy là cây là lớn nhưng mà lá nó cốt chậu cô lại nó cũng chỉ bằng tầm lá chung đấy ạ. Ừ. Cái này báo giá bao nhiêu em? Dạ, tác phẩm này thì nhà vườn em đang báo giá thì giá là 8 triệu ạ. 8 triệu à? Dạ vâng. Ừ, ok em. Cây hết dây rồi các bác nhé. Hàng làm các vật tư. Hàng mịn rồi đúng không? Vâng, mịn rồi ạ. Nó được sẹo cắt chuyển cũng hết rồi ạ. Ừ. Dạ vâng. Rồi một cây xanh này là xanh Nam Điền à? Dạ vâng. Tác phẩm tiếp theo em xin gửi đến các bác là một tác phẩm xanh Nam Điền. Hàng cũng khá là lùn lực và dáng rất là điệu. Cái này như kiểu như siêu nhỉ? Dạ vâng. Siêu. Con này được đấy, con này tay canh đối xứng nhỉ? Vâng. Con này giá cả nào em? À, tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 19 triệu ạ. 19 triệu ạ? Dạ vâng. Hàng sẵn chơi đúng không? Cây làm rất kỹ, cắt giật rất là nhiều nhát anh nhé. Quay lên đây các bạn nhìn này, đừng chi răm này, rất là kỹ. Chi răm, cắt giật từng đốt một rất là ngắn ạ. Đúng rồi. Ok. Hàng thành cọc. Em quay mặt bên cho xem. Đây là mặt kế bên của tác phẩm này các bạn. Đó, hai mặt đều đẹp, nói chung cái này mặt bên này có khi còn đẹp hơn này, đó là cái cành phong ở bên kia, phong lưng bên kia. Cái này thì nhìn hết lên tận cổ ngọn luôn. Vâng. Nhưng mà mặt tiền bên kia thì nó có cái phần bị góc nó lại đẹp. Vâng. Hai mặt còn nói chung cái này đều đẹp cả hai bên, chơi được cả hai. Hai bên nhưng mà mặt bên kia nó có chiều sâu hơn. Ừ. Vâng. Ồ, đó cái lộc vừng. Cái này theo tư trông bằng hạt đấy nhỉ. Nhỏ, trồng quá trộn, cố trộn lâu làm đấy. Vâng. Cây lộc vừng này thì dáng thịt lát cây thì rất là già rồi. Dáng bây giờ các bác nhìn đúng là theo lối là gốc bồ ngọn chỉ đấy ạ. Ừ. Ngọn của cây đấy. Cây chỉ cao khoảng 70 thôi ạ. Rồi, em đứng người dễ so sánh đúng không? Giá giao lưu vườn em là 12 triệu ạ. 12 triệu cái này. Dạ vâng. Từ bộ chấn bệ đẹp quá nhỉ. Tay cành xong hết rồi. Hai mặt rồi em nó kéo để vòm vít lại cho nói thôi. Còn cái này là cây mịn tít. Dạ vâng, cây mịn tít mà không có sẹo đâu. Ừ, đấy cây mịn thế này là quý. Giá bao nhiêu nhỉ? Dạ, giá vườn em giao lưu là 12 triệu. 12 triệu. Dạ vâng. Ok em. Tất cả giá vườn em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Rồi ok. Dạ vâng. Ồ, một cây xanh già quá. Dạ vâng. Đây là một cây xanh tác phẩm xanh quê. Ừ. Hàng được làm cũng rất là kỹ các bác nhé, già địa y lên tận trên ngọn luôn. Đây em xin quay ra mặt tiếp theo để các bác ngắm được rồi. À cái mặt bên này đẹp nhỉ. Vâng, chuồn nhũn này, địa y lên tận ngọn luôn. Răm cũng khá là dày rồi. Già răm. Trồng trong một cái chậu đà. Này là 19 triệu ạ. 19 triệu à? Dạ vâng. Ok. Đấy, 19 triệu các bạn ạ. Già khô cây gân guốc. À đây là một tác phẩm cây vú bò đúng không? Dạ vâng. Ừ. Đây là một tác phẩm vú bò. Ai xả cái này làm đúng theo lối tự nhiên nhỉ? Dạ vâng, cây cũng rất là kỹ. Cái dáng cây nó như là một ngọn núi ấy. Như ngọn núi. Được phối theo cái tiểu cảnh, thêm một cái tiểu cảnh cái ngôi chùa bên sườn núi. Đó, em xoay xoay một vòng, xoay xoay một vòng cho mọi người xem cái này. Cái này hay đấy, nhiều người thích cái bông tàn tự nhiên chơi, nó có cái nét tự nhiên hoang dã này. Rồi, ok em. Tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi các bạn. 4 triệu rưỡi à? Dạ, vâng. Ừ, hay đấy nhỉ, cái hàng chơi để bàn uống nước nữa. Dạ vâng. Đấy, các bạn ạ, 4 triệu rưỡi. Rồi, đứng vị trí này ngắm đẹp nhất đây, đấy. Chạy như ngọn núi chạy, có cái chân nó chạy lên. Đẹp quá. 4 triệu rưỡi. Dạ vâng ạ. Đây là một tác phẩm cây sung. Dạ vâng. Tiếp theo đây là một tác phẩm sung rất là lùn lực các bác nhé. Cây này là có ra quả không? Dạ, cây này đã ra quả rồi đấy ạ. Ừ, đó, quan trọng là phải có quả. Dạ, vâng. Sung phải có quả. Đây bác quay giúp em, ở trong này có rất nhiều các cuống quả.
Cây này em cũng có lưu ảnh là trước đây nó đã có quả rồi, trong giai đoạn nó có quả rồi. Có gì khán giả cứ liên hệ, cứ liên hệ trực tiếp với em gửi cả ảnh lúc cây có quả ạ. Ừ, đúng rồi đấy. Quan trọng cây sung là phải chơi được có quả. Nó mới gọi là sung túc nộc là phải độ đúng không? Cái này báo giá bao nhiêu em? Dạ, tác phẩm sung này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 25 triệu. 25 triệu. Dạ vâng. 25 triệu cho tác phẩm sung này các bạn ạ. Em quay cái mắt kia tiệm. Quay quay bên kia tiệm. Không, bên kia, quay ngược lại. Rồi, đúng rồi, vị trí đó. Rồi, ok. À, một cây xanh năm điền. Được ký một cái tiểu cảnh nhỉ? Là một cái tiểu cảnh. Em xoay cho khán giả xem một vòng cái này. Cái này đẹp này. Cũng hoàn thiện rồi, rất là đẹp đó ạ. Cốt cây thì già. Đây là mặt sau của cây ạ. Cái này thì giao lưu bao nhiêu em? Dạ, tác phẩm này thì nhà vườn em đang giao lưu với giá là 24 triệu các bạn. 24 triệu. Dạ vâng. Rồi bộ tay cảnh cũng làm địa y được đấy. Dạ, địa y. Cây cũng khá lớn, hai người khiêng các bác nhé. Rồi có gì thì các bạn yêu cái nào thì liên hệ với em Trường qua số điện thoại, em đọc số điện thoại. Của em là 0945 345 889 ạ. Rồi có gì thì các bạn cứ liên hệ kết bạn Zalo với em Trường để các bạn được gửi cái tin nhắn và cái chi tiết nhất các bạn nhé. Rồi bonsai linh vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.